Còn da so bù áp này ghê rồi các bác. Còn so so chính là bên này đúng không? Hai nguồn là biết rồi, các bác sử dụng hay cho hai dây nguồn nha, nó có hai dây nguồn kìm theo máy nha. Giá con này là 22 triệu nha các bác, giá rất tốt nha, 22 triệu, hai con trạm loa, trạm trên trạm dưới nha. Hàng Mỹ nồi nha các bác, hàng cho thị trường Mỹ nồi nha. Có quần monolock. Nặng khoảng 25 kg nha các bác, 25 30 kg. Hai volume phía trước và là nút nguồn. Đấy. Đèn tia. Hai volume cho hai kênh. Giá 22 triệu bao gồm phí ship nha bác. Những con này mà ở những năm trước giá rất là cao á, hôm nay về được một con giá rất là tốt, 22 triệu. Bác nào muốn yêu thích cover và đang chơi hai cặp boss 601 series 3 thì quán con này quá tuyệt vời luôn. Thì cover thì tiếng nó đình đám rồi quá, nó là dòng một trong những con hãng rất là lớn từ mực của Mỹ và được Việt Nam chúng ta rất yêu thích để dùng đánh với boss hoặc là những con full. Con này ra chơi full 40-50 là vô tư rồi bác, có thể nó khỏe. Và là một trong những con đại khủng của hãng cover rồi. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Nội thất của nó thì dài đẹp luôn, rất là gấu. Nếu các bác nghi hát karaoke thì có chỉ cần ghép một con vang nữa thôi nha các bác. Đó là hai quai phía trước của em nói nha. Giá 22 bao ship, bác nào lấy thì alo cho em chuyển qua số điện thoại trên. Cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt 200.000 nha. Vâng, đây là cấu hình là ruột rà bên trong của con Cover 2004. Em này chạy sò Motorola nha các bác. Đây là phần sò bù áp này. Phần sò chính nằm phía dưới nha các bác. Sò chính nằm phía dưới. Một dàn sò bù áp này. Ghê rồi các bác. Còn sò chính nằm bên này. Tất cả nguyên zin nha các bác. Đây là phần lọc công suất này các bác. Để ra tiếng sạch hơn các bác. Đây là hai tụ phần Philips rất là lớn. Tụ phần Philips nha. Nói về độ khủng thì con này là khủng nhất hãng Cover nha các bác. Hàng nồi của Mỹ, thị trường Mỹ nha, sử dụng điện 110-120 nha các bác. Bác yêu thích và muốn sở hữu con này thì alo cho em. Với hiện tại là giá rất là tốt nha, 22 triệu các bác đã sở hữu được một con Cover BT 2004. Rồi em chiếc xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Máy bảo hành nguyên zin nha các bác, còn đặt hoàn hảo đó nha.